tuyển Việt Nam bị trừ điểm mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Trận thua Trung Quốc 0-2 vừa qua khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Tối ngày 10 tháng 10, dù chơi trên cơ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc 0-2 trên sân Dalian của đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu đầu tiên của đợt FIFA Days tháng 10. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi ở hiệp 2 do Công Oan Kim Min và U Lê, trong bối cảnh Việt Nam chơi thiếu người từ phút 88 do Tiến Linh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội. Trận thua này khiến thầy trò Philippe Chaussy bị trừ số điểm khá lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 4,48 điểm vì thua Trung Quốc. Tuy nhiên rất may thứ hạng của chúng ta không bị ảnh hưởng với vị trí 95, 1238,66 điểm, hơn khoảng 10 điểm so với đối thủ xếp sau là Kyrgyzstan, 1228,60 điểm. Ngược lại, Trung Quốc được cộng 4,48 điểm và tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vươn từ vị trí 80 lên 78 thế giới, 1301,73 điểm. Ngày 17 tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận giao hữu thứ hai của FIFA Days tháng 10 trên sân đội tuyển Hàn Quốc. Theo Football Ranking, nếu cầm hòa Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Chaussy được cộng 2,55 điểm, còn nếu thắng sẽ được cộng 7,55 điểm. Trước đó, Việt Nam gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 tại Trung Quốc. Nhưng trận đấu này không được tính vào lịch của FIFA Days, không ảnh hưởng đến bảng xếp hạng quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.